U23 Việt Nam U23 Iraq nóng lòng chờ đợi màn ra mắt. Rạng sáng ngày 23 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có màn so tài đầu tiên tại giải quốc tế U23 Cup Doha Qatar với tuyển U23 Iraq. Người hâm mộ Việt Nam rất nóng lòng chờ đợi màn thể hiện của tân huấn luyện viên Philip Chelsea và các học trò. Huấn luyện viên Chelsea chưa có nhiều thời gian làm việc cùng các cầu thủ và đây là lần đầu tiên chiến lược gia này cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở một giải đấu quốc tế. Ông rất cần các trận đấu giao hữu để kiểm tra năng lực của học trò. Có thể nói giải quốc tế U23 cấp đô 2023 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức với ông Joseph cùng các học trò của mình. Giải đấu là bước đệm quan trọng giúp tuyển U23 Việt Nam cải thiện năng lực trước khi tham dự SEA Games 32. Với các cầu thủ, đội hình đến Qatar lần này chưa phải danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 32, vì thế tất cả đều phải rất nỗ lực thể hiện mình. Phát biểu trước giải của luyện viên Trouser luôn khẳng định không đặt nặng thành tích. Mục tiêu được ban huấn luyện hướng tới là những trải nghiệm và sự thể hiện năng lực của các cầu thủ, từ đó có sự điều chỉnh và cải thiện nhằm hướng tới các giải đấu chính thức sắp tới, trong đó trước mắt là SEA Games 32. Theo chiến lược gia người Pháp, giải đấu lần này là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam đối mặt với nhiều nền bóng đá khác nhau, có những phong cách thi đấu khác biệt. Điều đó sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ nhận biết được sự thiếu sót cần điều chỉnh, cải thiện thêm năng lực thi đấu. Đối thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu này là U23 Iraq. Đây được coi là thuốc thử liều cao cho U23 Việt Nam, bởi U23 Iraq tham dự Doha Cup 2023 là tập thể được nhận định có chất lượng cao nhằm hướng đến cúp Tây Á và xa hơn là dòng loại Olympic 2024. Quân luyện viên Radhi Senasin cũng mới nắm quyền, nhưng ông có trong tay đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ trẻ đang chinh chiến tại châu Âu. Có thể kể đến những cái tên rất đáng chú ý như Ali Hader, Stock City Anh, Yusuf Al An iman Mammo Thụy Điển, Adi Amosawe, Copenhagen Đan Mạch và Mustafa Omran, Atalanta Italy, Marco Fagi, Sturm Gosset Na Uy, Hani Nasege, FF Thụy Điển, Manuel Lilia, FC Twente Hà Lan. Bóng đá Iraq hiển nhiên được đánh giá cao hơn so với Việt Nam, tuy nhiên trình độ và khoảng cách giữa hai nền bóng đá đã gần nhau hơn trong thời gian vừa qua khi bóng đá Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ. Người hâm mộ muốn U23 Việt Nam có được sự khởi đầu ấn tượng dưới triều đại mới bởi đội bóng đang nằm trong tay vị huấn luyện viên tên tuổi. U23 Việt Nam đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng với nhiều cầu thủ đã cùng nhau đi một chặng đường rất dài trong màu áo U19 Việt Nam. Rất nhiều thành viên của U23 Việt Nam cũng từng chủ địch U22 Đông Nam Á rồi chói sáng ở vòng chung kết U23 châu Á vừa qua. Có thể thấy bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua dưới thời quân luyện viên Park Hang-seo đã thành công trên mọi cấp độ. Kế nhiệm thành quả ấy của luyện viên sơ chắc chắn thừa hiểu những áp lực cho đòi hỏi về mặt thành tích trong chặng đường tới. U23 Doha Cup chính là nơi để U23 Việt Nam soi mình vào để biết mình đang ở đâu, có gì, hạn chế thế nào để hoàn thiện, để hướng tới những mục tiêu của mình cùng vị huấn luyện viên trưởng người Pháp. Chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng U23 Đô Doha Cup 2023 rất được quan tâm và mang so tài giữa U23 Iraq là một mốc đầu tiên để quân luyện viên Philip Trouser đặt dấu ấn trong sự nghiệp huấn luyện các đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam và tuyển U23 Iraq sẽ diễn ra lúc 2 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3 theo giờ Việt Nam.